Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe đó, đủ tất cả các dòng luôn, từ dòng xe số, xe tay ga rồi tay côn đó, đủ loại nha. Xe thì rất là nhiều, anh em mình mua dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo. Còn là xe chính chủ cũng một số sang tên được bình thường nha. Số điện thoại là 0929291129, địa chỉ là 79A đường Cách mạng tháng 8 nha anh em, khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Đó, xe này, Vinner V1 này, Vinner X này. Rồi S155 ở dưới này nha. Số lượng nhiều nha, anh em cứ đợi từ từ mình quay nha. Đó, Jupiter này, mô tô này. Thì Đông Anh giới thiệu mình hôm nay thì có anh Dương, tôi tự giới thiệu mình Dương. Dạ, chào các chú, chào các bác, chào các cô, chào các anh, các chị và chào các anh em. Và chào các anh em quán xe sáng ba tinh thần nha. Em là Dương, có hàng máy Tùng Dương, Đẩm Bình Dương nha anh em nha. Em còn tên cũng tặng Tùng Dương luôn. Đó, địa chỉ em là bên đây là cửa hàng bán tổng các dòng xe mà xe số nha anh em ha, xe số, xe phổ thông, xe Sirius đồ, Jupiter đồ các kiểu đồ cho anh em ha, mấy dòng V1 đồ thấp thấp đồ đầy đủ các dòng cho anh em lựa chọn. Mấy anh em mua những con xe đây anh em không cần trả trước cũng được nha anh em ha, hỗ trợ anh em 18 tuổi là có thể góp được 4-5 triệu là thể góp được nha anh em. Còn anh em là trên 20 tuổi hỏi cần trả trước cũng được luôn nha anh em ha, đừng nợ xấu được, mình không có bán, mình nói là con nợ xấu này nọ, mình không có câu này nọ, không có khách từ xa, giờ có nắng có mưa trả không, anh em cũng cực khổ, không giờ anh em ghét cái này kia mà nó không lắm. Thì mình còn bộ cái dòng xe đây là mình bán là bảo hành anh em hay một năm anh em ha, phân khúc cao ví dụ mô tô, ví dụ phụ trợ đèn 2023 mình sẽ bảo hành 2 năm, còn ở dòng như đây là bảo hành 1 năm hết cho anh em còn bộ nha. Đó, vô bê xít anh em ha, bê xít bên đây là người xe là chưa bao giờ sơn dặm con xe, bao này thợ bao này các hãng luôn nha, bao đâm đụng cho anh em luôn, tay thắng nó thẳng băng xe, chưa bao giờ dứt chày, không ngáo hết cho anh em ha. Đó, vỏ rồi chập vỏ là còn dày cui luôn cho anh em ha, đó, vỏ là còn dày cui, không phải dây dứt chày cho anh em. Bán con này 21-48 nha anh em ha, xe chính chủ mình là xe chính chủ hết, không bao giờ xe mà đầy phải đầy đủ chứng từ hết cho anh em, anh em yên tâm. Con đây là CBR, CBR mẫu cũ nha anh em, hãng ABS, mình bán con này giá là 36.8 nha anh em ha, bao cuốn hồ sơ cho các anh em nha. Rồi 15.3. Rồi 53. Con này là 2018 nha anh em ha. Xe chạy 8.000 km. Mình bán con này giá là 30.8 nha các anh em, 30.8. Hai con mô tô anh em đặt hàng đồng giá nha anh em ha. Con đi 8.000, một con đi 8.900, một con đi 8.000 cây. Con số 67, con số 66 nha các anh em nha. Con này là không đâm đụng, không tới ngã, không tai nạn hết. Những anh em mua con xe này khỏi cần trả trước cũng được nha anh em, trên 20 tuổi nha anh em ha. Rồi. Đó, giá bán 36.8 nha anh em nha, bao cũng hồ sơ cho các anh em nha. Còn anh em là trải nghiệm được 2 triệu để con số chạy, bao quay đầu cho các anh em nha. Jupiter có hỏi bên em thấy là chục con, hơn mười mấy con, bây giờ bán còn cái gì còn 6 con thôi nha anh em ha. Đó anh em ha, cứ tham khảo xe mới là anh em coi, là anh em sẽ coi những dòng, nói chung là tiền là của đó, kinh mạng xã hội thì các anh em thì giờ mình quay vụ nói này kia, nếu anh em mà thấy không phù hợp thì anh em cứ lướt qua, chứ nhiều anh em bình luận là này kia, tiền còn anh em, xe cũng còn dẫn của mình anh em ha, thương mình thì đừng ở này kia, mình phải đi tham khảo thực tế hết cho rồi mình mới nói ra được anh em, cái gì cũng vậy. Tuy nhiên tiền là của đó, nói chung là mình tiền là của đó mới dùng ẹt lên đây vậy, V1, V2, V3 cũng vậy nha nè nha. Các bu dư tôi xe là đẹp lên cây xe mang bao nên là không tái ngã, ta thắng riêng hết nha em ha, đặc biệt là ta thắng riêng hết, chưa chờ sơn dặm. Con này biển số 67AE nha anh em ha, mình bán con này 17.8 nha các anh em, 17.8 con xe này. Còn tiếp theo là con này 2023 nha các anh em, 2023 y con xe mới, đầy đủ kiếm đầy đủ hết cho anh em, 7.000 cây, mình bán hàng 2x, bao gút hồ sơ cho anh em ha. Còn tiếp theo con Jupiter màu đỏ, hồ sơ cầm tay có sẵn luôn ở dưới Bạc Liêu, con này mình bán giá là 20.8, bao gút hồ sơ cho anh em nha. Rồi con này, con đây là màu tim màu xanh xinh ngọc anh em, đẹp xám xinh ngọc, bảy số 36B1 nha anh em ha, 22.8 anh em. Còn tiếp theo con này đi xe bánh số 64 F1, bánh số 68 lọt phát rồi đây, 59268 nha anh em ha, 228 nha anh em ha. Còn tiếp theo con cuối đây là con số 67 E1 nha anh em ha, 21.8 nha anh em, 21.8
anh em mà hỗ trợ những con này khỏi cần trả trước cũng được nha, mua để một số luôn, có hỗ trợ ngân hàng em đó. Còn em là rút hồ sơ con 20 hiện em có thể đưa 15 13 cũng được, cho anh em nợ là 15 triệu đó lên nha. Rồi, nói chung là 15 triệu đó lên. Con em bên này, em bên đây, em bên đây là biển số nó 67 anh em, đúng cái màu của nó là màu đen, đen là phục đỏ nha các anh em ha, chỉ đỏ luôn đó. Mình xe là không đâm đụng, không cái ngãi hết, máy ghi nha các anh em, máy ghi 100% biển số 67 là 1 21 8 nha các anh em ha. Còn tiếp theo là biển số 84K1 anh em ơi, 84K1 đó, K1 làm xe đi 10.000 cây km nha anh em, đúng 10.000 km nha anh em ha. Mình bán 2238 nha anh em ha. Con tiếp theo con ẹt 2022 xe đúng xác đi 3.000 cây nha anh em ha. Mình bán con này giá là 31.8 bao gói cho cầm tay có sẵn, anh em bấm biển trong ngày luôn cho anh em luôn nha. Còn tiếp theo con biển số đen số 67 2020 nha anh em, màu đen đồng anh em, rất là đẹp, lan can span đó, mà ở đây rất là nhiều hơn này rồi. Anh em mình nói chung cả chục con màu như vậy, giá từ 24 tới 30, 31, 38 có xe. Mà rồi, con thì mình bán có 298 nha anh em ha. Mà khi có cái anh kia cũng có mắc kinh này, thì anh có lại con rất là đẹp. LED 2 tầng nha anh em. Xe mình chùm keo đó anh Trạch, chùm keo nữa, với lại có nhúng cà con luôn, chứ phải dán chùm gì đâu anh em ha. Đó, có vô một mới thì ốc xịn, ốc titan da nha anh em ha. Đó là ốc xịn, mắc kinh Indonesia hàng 2X nha anh em ha. Và tiếp theo là cái dòng này dòng 2014 nha anh em. Em thấy không? 2014 mới rồi, có giờ đạp nó vừa hai ga cái đèn hạt cho nó đậm chiều rớt cái là nó lên nhẹ đầy liền là nó còn dính ra đạp nha anh em ha. Thì con này mình bán cái giá là 17.8 nha cái anh em. Rồi, 17.8. Con đây. Biển số 77C1 anh em, 16.8 anh em. Con mà thấy con 77C1 nó có anh tay hỏi trả trước 10 triệu được không á? Dạ anh, được anh. Anh cứ tới nha. Không hồ sơ bình thường anh. Dạ. Các dòng bên đây mấy anh em ơi, cái dòng bên đây là cái dòng V2 nha anh em ha. Xe đã qua sử dụng mấy anh em. Xe đã qua sử dụng anh em. V3 này, V3 nha. V3 xe đi 5.000 cây. Mình bán 5.000 cây 2023 nha các anh em. Mình bán con này 25.800.000 bao gói hồ sơ các anh em ha. Rồi con bên này. Con đây bên đây là xe V2 Winix V2 mấy anh em. Biển số 69 con màu trắng anh em ha. Con màu này là 95B1, con này 774. Đồng giá cái 19.8 nha anh em ha. 19.800.000 để con số cho anh em. Bản thường cũng bằng giá luôn á. Dạ 19.8. Rồi, con này thì phiên bản limited này anh em. Màu limited, xe này xe khủng, xe này anh này cũng chùm mền không anh em. Con xe này anh em mua con xe này con xe mới nha. Nói chung là tiền là của đó mấy anh em. Đi đúng 5.000 km nha anh em ha. Bao anh em tách hãng, bao anh em không tô. Con này mình dám khẳng định nha anh em ha. 100% cho anh em. 94K2 22029 nha anh em ha. Số rất là đẹp, 22029 luôn anh em ha. Giá bán 218 nha anh em. 218 thôi. Rồi, tiếp tục bên đây bên này. Quý bên đây 2008 xe có vô cái khóa smart key, vô cái phá chìa khóa nha anh em ha. Phá anh hát luôn á, phá ba chu, ba nút á. 20.8. Còn con đây là biển số 68C1 nha anh em ha. Xe mới đi có 400 km nha anh em, biển 68C1. 62424 nha anh em ha. 62424 nha các anh em ha. 238 nha anh em ha. 238 nha anh em ha. Xe không anh em, bao anh em là không dứt cày, không đâm đụng, không té ngã gì hết anh em. Còn các dòng bên đây là V2 bản X nha anh em ha. Cứ bao hồ sơ đồng giá cho anh em là 20.8 nha anh em ha. Bao gút hồ sơ cho anh em là 20.8 nha các anh em. 20.800.000 bao gút hồ sơ cho anh em nha. Xe lên can sờ ban bao đẹp hết cho anh em. Tiếp tục con bên này. Con đây cái dòng ở đây là dòng V1 nha anh em. V1 thì bao nhiêu cho các anh em. V1 11141 nha anh em ha. Nó nằm 5 số 1 là mạnh luôn nha anh em ha. Mình bán 16.8 nha anh em ha. 16.8 nha các anh em. Bảo hành anh em 1 năm hết nha anh em. Mấy dòng này máy zin hết bao, không tâm đụng anh em cứ yên tâm. Tiền là của đó, tiền chắc mà anh em. Có hàng mà hàng có bảo hành anh em yên tâm nha. Con đây biển số 70 SE1 17.8 luôn nè. Con đây 78D1 17.8 cho anh em ha. Còn tiếp theo con V1 bên đây 67D1 nha anh em, 20.800.000 nha anh em ha. 611000 73 xe màu vàng đen, xe đẹp lên can sờ ban, không dứt cày, không đâm đụng nha anh em ha. Thẳng xe hết đó, mình bán 20.8 rồi nè. Phu chờ lát con này, phu chờ nè, phu chờ nè anh em, phu chờ này 2012 mấy anh em.
nó quẹt cái này ha, xe này anh em mà có ý định về dọn kiểu khái có anh em ok nha anh em ha, tôi bán 15.800.000 nha anh em ha, xe chính chủ rồi anh em yên tâm. Con đây số 83 xe chùm keo nguyên con xe đẹp lan can sờ bang, không té ngã không đâm nạn gì hết, có vô cặp phục nay nữa anh em đó, xe phục sau anh em ha, mình bán với giá là 17.3 nha anh em ha. Rồi tiếp tục Jupiter MX, Jupiter MX anh em ơi, à, 8 củ gửi mấy anh em, con clip bên đây biển số 83X1 nha anh em ha, 7.800.000 thôi anh em ha, xe chính chủ đàng hoàng cho anh em, có 7.800.000 nha anh em, là có cần xe đi làm mà lại hỗ trợ em nha, mua giúp em nha mấy anh em ha, cái dòng rất là nhiều dòng cho anh em. Anh em bên đây thì cái anh em thích con nào có đặt cọc 1 triệu 2 triệu mình ship xe các tỉnh này, mà miền Tây cho cái anh em luôn nha, cái đây xu nít anh em, xu nít nè, biển số 66 anh em ơi, xu nít biển số 66, biển số 66 xe chính chủ đàng hoàng cho anh em luôn ha, mình bán 24.8 nha anh em ha, 24.8 chỉ có 24.8 thôi anh em ơi, xu nít mà có 24.8 nha anh em, 24.8 rồi. Bữa nay có con Sonic vô đồ chơi nhiều này, con vô Tây Thánh RCV này, vô thuộc này, vô mâm này, trợ lực này. Đó. Đầy đủ các dòng trợ lực gấp rồi, đầy đủ anh em ha. Có 30.8 nha anh em ha, 30.8 nha anh em ha. Rồi. Tiếp tục con cái này màu đen đỏ, biển số là 83, con này biển số anh em ha, 67, là mình bán đồng giá 31.800.000 bao cuốn hồ sơ cho anh em nha anh em ha, 31.800.000 bao cuốn hồ sơ cho anh em. Màu đen các em, màu đen cũng vậy là 31.800.000 luôn anh, xe đi 5.000 cây đâu mấy anh em ha. Rồi ẹp xuống áo đi anh em, còn nó ẹp xuống áo anh em ơi, ẹp xuống áo mà có vô đồ chơi mâm phục vỏ đồ chơi xịn không nha anh em, bô là bô hàng mượn, bô mới bô xé bọc hết nha anh em ha, đồ ngủ nhám rồi xé bọc hết nha anh em ha, cầm siêu bắt nha anh em ha, bao tay xịn luôn, đồng hồ Uma cái kinh luôn nha anh em ha, mặt nạ xe bắt luôn, kiến xịn luôn anh em, yên là yên làm xịn luôn anh em ha, để dọn tập mâm không là tốn bao nhiêu tiền anh em ha, 28.8 anh em ơi. Thôi tiếp tục con này xuống áo, con này 19.8 nha anh em, 19.8 đó. Còn tiếp theo rồi, em 135 này, 1 2 3 4 có 5 con nè, 135 dạ, giá 13.8 con nha anh em ha, 13.8 con. Quay từ đây vô vào đi. Dạ. Màu vàng đen đi, màu vàng đen, xe chạy 7.000 cây mấy anh em ơi, xe chạy 7.000 cây km nha các anh em đó, mình bán con này 2x bao sơ cho anh em ha. Rồi còn tiếp theo cái dòng bên đây xe chính chủ bên số Sài Gòn nha anh em, xe Sài Gòn với số Sài Gòn, xe công chứng uy quyền đàng hoàng hết cho anh em ha, 18.8 nha anh em ha, 18.8 con này, con đây cũng vậy, bản số 93, 18.8 luôn cho anh em ha, con đây 13.8 anh em, 13.8 anh em ơi, dòng ẹp biển số 68 xe chính chủ đàng hoàng, con đây công chứng uy quyền, có 13.8 là công chứng uy quyền, muốn cho công chứng đi tự hè thứ sáu công chứng uy quyền cho anh em luôn nha anh em. Cái dòng này thì cứ trả trước 1 triệu thôi, chịu là nhận xe, chịu nhận xe nha. Thôi. Rồi, lên trên thì quý sinh. Quý sinh đây. Anh em 2019, bản này là bản 2019, có bác sự mắc cây nha anh em ha. Có công minh rồi anh em ha. 248 bao gồm chứng minh quyền cho anh em xe chùm keo, quyền keo xe. Đó, còn đây tục. Bên này thì VAO 125, một đủ anh em ha. Này số 68. Con đường bán giá là 2.3 3.3.1.8 nha anh em ha. Bên này thì 150 này, 2021. Xanh. Dạ. Bên này giá nhiêu? 368 anh. 368. Bên AB bản Black Edition 125 này anh em. 33.8 bao gồm hồ sơ cho anh em ha. 33.8 bao gồm hồ sơ này 150 2021. Xe chạy 12.000 km nha anh em ha. 36.800.000 bao gồm hồ sơ cho anh em ha. Còn cái dòng AB bên đây thì cái 2019 xe chạy từ 2.000 cây tới 8.000 cây, bao này là bao đô cho anh em luôn nha, bao này kết hãng luôn, bao anh em thầy thợ luôn, thì giá nó hơi, nói chung là nó giá nó hơi gấp, thì nói chung mình báo hàng ít ít cho anh em là cái liên hệ với em nha. Đó, như thằng cặp này là 28 cũ để số cho anh em ha. Còn tiếp theo con màu đen, đen cam 2013 cho anh em ha, 2013 màu cam, xe này chạy máy rất là im, không lên bụng, không tai nạn, không tá ngãi gì các anh em ha. 17.8 không anh em ơi, 17.8 con AB thôi anh em ha. Có trả đổi xe cũ nữa, quay riêng Trung Quốc xe có giấy tờ hợp lại mình trả đổi hết cho anh em ha. Rồi, bên này mở kinh, mở kinh anh em, mở kinh xe chính chủ đàng hoàng, biển số 67K1 nha anh em ha, 21.8 nha anh em ha,
Bắc Kinh hàng Indonesia nha anh em ha. Rồi con cái này em 150 này, đen dạ. Vàng ha. Dạ 24.8 luôn cho anh em ha. 267 luôn. Dạ. Còn Future này. Future thì bữa giờ cũng live ra cũng bán được ha. Tại vì đây là mẫu mới không nha anh em. Rồi màu bạc đi. Màu bạc từ 2023 cho tới 2023 được không nha anh em ha. 2022 hay không có tối chiếc 2024 nữa. Giá nó từ 288. Giá từ 288 trên 332 hũ là bao rút hồ sơ cho các anh em nha. Đó. Tùy đủ các dòng cho anh em màu bạc. Màu bạc này là 28.800.000 bao rút hồ sơ quên. 30.800.000 xin lỗi anh em nha, 29.800.000 bao rút hồ sơ cho anh em nha. Rồi, màu đen. Màu đen bên đây. Màu đen bên đây là 2024 nha anh em ha. 2024, cái hàng 3X bao hồ sơ cho anh em ha. Con 67 rồi. 30 là cũng 8 nha anh em ha. Con tiếp tục màu đen nữa. 29 28 cụ ta 288 bao rút hồ sơ cho anh em. Màu đen anh em ha. 288 bao rút hồ sơ cho các anh em nha. Đó. Tiếp tục đen bên này. Đen bên đây. Đen bên đây xe này bên đây cũng mới chạy có 817 km nha anh em ha. Mình bán con này giá là hàng này là mình bán cái giá là 30 cụ 8 nha anh em ha. Rồi. Màu xanh đặc biệt nè. Màu xanh đặc biệt anh em. Màu xanh đặc biệt. 288 bao rút hồ sơ cho anh em ha. 288 bao rút hồ sơ cho anh em. Rồi, đó. Xanh đặc biệt bên này. Xanh đặc biệt bên đây, 288 bao rút hồ sơ cho anh em luôn. Đó, con đây cũng vậy, 2023. Toàn bộ là 2023 nha anh em, dưới cái lách cổ này nọ rất yên. Chạy rất ít nha anh em. Anh em có tham khảo xe mới ủng hộ em nha. Thì con này chạy 6.000 nha anh em, con này chạy 6.600 luôn nha anh em ha. Đó, toàn bộ xe chở cái số không bao nhiêu đâu. Con này chạy 5.000 nha anh em ha. Con này chạy 800 nãy mình có nói với anh em rồi các anh em. Các dòng bên đây có từ bên trong nhà về ngoài của mình. Đây là cái dòng GTR, hàng xe nhập khẩu nha anh em ha. Hàng Indonesia mấy anh em. Indonesia, hàng Indonesia. Mình bán con này giá là 2498 nha anh em ha. 2498 hàng Indonesia. Tiếp tục Novo 6. Novo 6 xe liền lạc đẹp xe, không té không ngã gì hết. Máy zin 100% nha anh em ha. Đó, máy zin không tai nạn, không té ngã. Tay thắng cũng ghi luôn. 14 cũ nha anh em ha. Rồi, con bên này. Con đây Novo, con đây Novo. Xe đẹp lan can xèo an nha anh em ha. Để coi giá của hả mình quên con này rồi. Con này quay mình bán dưới giá 15 cũ 2 nha anh em ha. 15 cũ 2 thôi. Xe có vô mới ốc titan đầy đủ các dòng cho xe đẹp lan can xèo an cho anh em ha. Xe cuối biển số 68C1 2023 nha anh em, màu cam nha, xe chi 3.000 cây nha anh em nha. Cái kim chỉ chỗ giữa nó không, xe không bao giờ có tô, chưa gớt đầu đèn nha anh em ha. Không dứt đầy. 16 cũ 8 nha anh em. Rồi. Siêu rút bên này. Siêu rút bên đây biển số 65H1. Mình bán 14 cũ 5 nha anh em ha. Rồi, clip nè. Clip bên đây. 9 cũ 8 anh em, clip 9 cũ 8. Tiếp theo con clip bên đây. 10 cũ 8 nha anh em ha. 10 cũ 8. Con bên đây Ultimo 9 cũ 8 anh em ơi. Ultimo hàng Yamaha. Xe không té ngã gì hết nên tiền là của đó nha anh em ha. 5-6 triệu nó giá khác mà con này đẹp lan can xe khác. Không có té ngã thắng ghim luôn, không bao giờ có chày tụ ghim nó toàn bộ. Yên ghim luôn nha, yên không bao giờ gắt luôn nha anh em ha. Đó. Ở đây Janus á. Janus ở đây 18 cũ mới nè. Janus bên số 67E1 thành phố An Giang nha anh em ha, thành phố Châu Đốc nha anh em ha. Cảm ơn anh em và bà con cô bác các chú các bác ủng hộ em nha. Nghe xe xác địa chỉ là 79A khu phố Hòa Long, phường Lê Hiêu, thành phố Cần An. Xác mình chở Lê Hiêu, mình ở tư cộng 4. Anh em mình đến với điểm alo mình gần nước cho anh em, nghe cầu Phú Long anh em nghe chạm quyết của tàu Lê Hiêu anh em. Hẻm nước ngọt đóng bờ khanh đâu mà gọi là xác gần tiệm mình chỉ mấy trăm mét à. Alo mình gần nước cho anh em, có hỗ trợ từ xăng từ cộn hết cho anh em. Anh em cứ đến rất là vui vẻ, mình góp cho mình dương mà bán xe đúng chắc đàng hoàng, bảo hành đàng hoàng, xe chính chủ nó cho chính chủ. Bên mình đặc biệt là với cái dòng xe đây có căn cước đàng hoàng, mua xe anh em cũng quan trọng. Ở cái căn cước không? Ở có đầy đủ căn cước chứng từ cho anh em. Lúc anh em đi bị vi phạm giao thông thì nó là anh em phải có căn cước đầy đủ chứng từ nó lấy xe ra được nha anh em ha. Phải đầy đủ chính chủ nha. Cái gì nó rất quan trọng, giờ thì nó rẻ, có gì có rẻ mà có gì thì giá tiền là của đó anh em ha. Rất mong anh em và các chú cô bác ủng hộ con. Thì đó là giá xe á. Anh em nào có nhu cầu thì chịu khó liên hệ á. Cảm ơn chị và các xem biết rồi. Cảm ơn chú, cảm ơn các bác.